Em lúc này em sôi nổi quá Tùng Sơn ơi. Có sôi nổi gì đâu trời. Anh nhớ em và anh buồn rất là nhiều về em. Con gì tao đang ở dưới quê nè. Quê nào? Chị bị hồi nãy Vậy với ai? về một mình à? Về sống xuống anh, ở trên em xuống anh có 7 cây số. Xuống gì tối rồi xuống sao được, để Ủa mai sáng đi. về. Em về được mấy ngày? Về gần Hả? một tháng á, Gì? Tết rồi, Rồi Tết nay tính đâu ăn Tết? mùng một tới mùng sáu mới hát nữa. Tết nay ăn Sài Gòn hay ăn dưới quê? Tết chắc là lên Sài Gòn quá. Ở nhà vui lắm chết. Anh Bình. Anh Trời ơi, thuốc nữa. có bao giờ anh xuống anh chở em đi chơi đâu? Ủa hồi đó ai chở em đi chơi? Hồi đó ai lên chở em đi Ba Động chơi tắm biển? Ai dẫn công chúa Thị Tề ra biển tắm? Rồi ai lên thăm em? Em nói kỳ quá, em biết suy nghĩ về quê Tùng Sơn. Em nói nhiều cái buồn lắm á. Chỉ có anh là chơi với em thiệt tình. Và anh chưa bao giờ lợi dụng bất cứ ai. Anh chở em đi Dạ chơi. em biết rồi, Hồi đó nhưng mà bây giờ gì? là anh ghim bình luận lên lên cái phần live stream đi để người ta share, có được Ghim bình gì luận của ghim em anh ghim lên đi, ghim cái bình luận á, thấy chưa? nào, nói chuyện chút anh ghim cho. Đây, nói nghe Em mới bình nè, luận. rồi về được mấy ngày? Về tới ngày 29 mới lên. Lâu mà. Vậy là hứa chắc ngày mai lên thăm em. Em về quê Về một mình à, có gì với ai đâu. tụi nó dẫn ghệ về chứ sao mà ghệ gì mà kỳ quá vậy? Mới quen rồi chia tay vậy sao kỳ quá vậy? Làm ăn với Sóc Trăng vậy? Đúng rồi, cuộc sống đâu lường trước được điều gì đâu. Cuộc tình của em quá là ngang trái, nhiều người yêu em mà đến rồi đi. Bởi vì em hát ngày xưa em nổi tiếng là cái bài Anh Cứ Đi Đi là quá đúng. Biết sao bây giờ là người ta đã như vậy rồi. Chia tay còn không nói, đằng này chia tay còn lên lên nói xấu nói này nói kia. Bực hết cả mình. Nó chửi em luôn chứ nói này nói kia cái gì. Ghim Anh cái đã bình cảnh luận em báo lên trước với coi. em. Gì? Ghim cái bình luận em lên coi. Ghim sao đây, bấm lúc nào mà ghim, anh có biết ghim đâu. Bấm vô cái chữ á, bấm để đem mà ghi cái. Đó, để xíu nó thấy liền. Bấm vô cái chữ rồi sau đó là bấm vô ghim. Nhiều cái chữ Thấy chưa? mọi người chơi livestream đấy hả? Đó. À, mày rim mà ghim tin nhắn này hay là ghim lại hả? Đúng rồi, ghim lại á. Ghim lại là làm chi vậy? Ta cứ ghim để ta vô Nè, biết người bấm ta nè. xe. Trời ơi. Chưa Nó đang thể ghi mà vô đó. rồi. Đó là Vậy nick là muốn của câu em đó. ai hả? Thích xe lắm hả? Em giờ em nổi tiếng dữ lắm Xe rồi cần gì đi lái xe. rộng rãi để Để làm sao? thằng kia nó vô thấy. Thằng nào? Thằng Phan Bảo Quốc lộ clip xét trên mạng. Đang ở dưới quê mọi người, đang ngồi uống cà phê, không biết làm gì ngồi uống cà phê sữa. Ở dưới quê mà giờ mới kiếm anh á, chứ thực sự là anh thì trông mong em kiếm hoài mà không thấy. Ngồi với ai vậy? Với chú.
Chỉ có anh thôi bên em ngay lúc này. Ai, ngày mai lên thăm em được không? Hay là em có xe em chạy xuống nhà anh được không? Anh chờ anh xuống em, xuống em lần đi, Gì? em xuống anh hoài, anh xuống lần được không? Em bấm ghim anh cái nha. Hả? Em bấm ghim cho anh cái coi. Gặp bấm im gì? Bấm cái ghim á, anh ghim em thì em cũng phải ghim anh chứ. Trời ơi, cái like này cái like của anh đâu phải là cái like của em đâu, sao em im được? Để em bấm thả thả like thả tim cho anh luôn nè. Thấy Thay chưa? đổi hình Cái làm dùm nghe, cái hình làm thấy kích thích lắm rồi đó. anh vàng cáo kem cái gì Chút mấy quảng cáo kem cho người ta xài mỹ phẩm. Số điện thoại để làm gì trời? Nguyễn Trung mà để số điện thoại làm gì? Bộ tối tính ngủ đi đâu để số điện thoại hả bạn? Tùng Sơn, chút liên hệ số điện thoại đó cho anh. Coi bây giờ anh cho số điện thoại em làm cái gì? làm gì kiếm cợt hả? Tin nhắn ai? Tin nhắn ai vậy? Anh nói em nghe là Tùng Sơn phải, anh phiên em là như thế này, em lên Sài Gòn nhiều cạm bẫy lắm, mà cuộc đời em anh nói là biết nhiêu người ta quan tay để lợi dụng em rất là nhiều, mà con người em ngây thơ thật thà quá để cho người ta hả lạm dụng em, hấp dim em. Bây giờ em làm gì thiệt anh buồn quá à. Thấy em thiệt, mặc dù thiệt không biết sao, anh cũng biết nói em sao nữa. Ai Quen lo anh tiền tài em xế đi đến nhà quê cho chắc. vậy? Nói đi, cứ nói hết đi, cứ hết, nói hết lời muốn nói đi. Hồi xưa giờ dưới quê là em thân với anh là lúc em chưa có nổi tiếng, và lúc nhiều người chưa biết đến em, anh đã chở em và tặng kem cho em xài. Lúc ấy em có nhớ những kỷ niệm lần đầu mình gặp gỡ, và anh chơi với em chưa bao giờ lợi dụng bất cứ tiền bạc của em. Em lên Sài Gòn á, em bị người ta lạm dụng tùm lum hết. Anh rất là buồn khi thấy những clip đó, anh rất là xót lòng xót dạ ha. Thì em Tại sao giữa chúng ta quen nhau chưa có bao giờ lần nào được trao nụ hôn đến nhau vậy? ủa, đến vậy quen nhau là phải trao nụ hôn á hả? Chưa muốn trao con muốn trao gì? Trao chi tiết luôn nhé, mà trao nụ hôn. Tình một đêm hả? Bây giờ anh nói em nghe, về quê đi, đi làm thư ký cho anh, đừng có vô showbiz nữa, biết không? Thì anh thuê em làm thư ký, tiền tháng 5 triệu, rồi tối ngủ với anh rồi về. Tối ngủ ra thiệt không, để mai em vào đó. Quay quay chắc nghe, chắc nghe. Em cái thằng gọi gì, Thì anh Bảo, sốt Bảo Tứng, Bảo gì? thang bảo mất. Ôi giời. Người ta đã gửi hình cho coi rồi, người ta đã cho những cái hình ảnh không có tốt đẹp với thằng đó rồi, mà mục đích quen, yêu đương. Ôi giời ơi, cuộc đời bất công nên Cộng Long không bao giờ thẳng, mà cuộc đời không bằng phẳng như Tùng Sơn, cho nên em được cố giữ thẳng như Cộng Long. Tại vì là em nghĩ là em quen ai đó là em nghĩ là em quen ai đó là em bỏ tất cả, bỏ cái chuyện lúc trước người ta gây ra lỗi lầm, nhưng mà người ta không hiểu vì em không hiểu cái con người hai sống hai mặt thì đừng có nên sống làm cái chi. Rồi nó còn lên tiếng, nó nói là em thuê nó quay clip với giá 9 triệu, thuê khách sạn 5 sao. Cái bạn mặt như vậy có ai dám thuê đâu. Xót xa quá. Bây giờ em giờ em phải dằn lòng lại, em đừng có một chút mà thương người ta trao tất cả không được, em phải thủ được cái thân của mình chứ. Biết bao nhiêu năm rong ruổi, là 2 năm rồi ở Sài Gòn, từ ngày công chúa Thủy Tề lên Sài Gòn là danh tiếng nổi Mình lẫy quen nhau lừng. từ
Anh quen em chưa, Mình lúc quen em nhau chưa thì phải là bao công lâu? chúa, chừng 3 năm, lúc đó em chưa phải là công chúa. Bây giờ Cuộc em là đời công mà có chúa ai rồi. bao bao cuộc đời cuộc sống mà có ai mà từng không từng gây ra mắc phải cái sai lầm, mà cái sai lầm ở đây là em quá tin người, em quá dại khờ, em quá ngu ngơ, em quá ngây thơ, để tụi làm cái gì để lùi mắc phải cái sai lầm lớn lao Ta đau một lần rồi thôi em ba. mà Bởi vì ngày xưa anh cứ đi đi là đúng mà. Thì anh cứ đi đi, anh cứ xa em và đừng ngắm nghe. Đời là được vậy khác Tùng Sơn ơi, bây giờ nữa. về quê ở với anh lo cho công việc làm, anh lo cho làm thư ký cho anh. Chỉ có anh thật lòng với em, không có thằng lồn nào mà thương em. Em bây giờ là em rất là sợ một ngàn mất niềm tin, hàng ngàn mất cận. Một lần mất niềm tin này, ngàn lần bất cần. Đúng Tùng rồi, Sơn một thất ngàn tình một là hai người một có yêu lần mất nhau không niềm vậy, lo nói chuyện với anh không à, nhạc sống Khánh Trần vậy nè. Ừ, tin. xin chào bạn và kính chúc tất cả các bạn có buổi tối vui vẻ. Các bạn nhớ chia sẻ clip này giùm Lâm Hiền Đức nhé, để tôi tâm sự với Tùng Sơn về những cuộc đời của Tùng Sơn như thế nào. Thật sự là các bạn đang theo dõi thì thật sự là bạn Tùng Sơn thì tôi quen lắm. Lúc với Tùng Sơn là lúc Tùng Sơn chưa làm công chúa tỷ tề, và khi cô ấy trở thành công chúa tỷ tề là cô ấy bay bốm bay bốm bay bốm với tình yêu này tình yêu khác, bỏ tôi dưới về buồn ảm đạm. Buồn buồn thảm, buồn thảm thiết Buồn luôn vậy. thảm thôi, buồn Còn ảm đâu cái đạm khuôn tình mặt đời. còn đâu cái khuôn mặt ngày xưa, còn đâu cái khuôn mặt ngây thơ, còn đâu một người từng hay khóc, Em giờ là mọc nanh rồi. quay quay qua nhìn cái khoảng thời gian đó cũng cảm thấy mình cũng đi quá, cũng hơi quá xa rồi. Cho đến bây giờ là cũng như vậy. Tuy thay đổi về diện mạo, nhưng mà cái tính cách và cách nói chuyện vẫn như lúc xưa không thay đổi. Cho dù trải qua biết bao nhiêu chuyện, nhưng mà người ta nói một cái thì vẫn cắm đầu cắm cổ lao vào. Mặc dù khi mình biết là chỗ đó là vết xe đổ mà mình từng đi qua, nhưng mà cũng lao cắm cụ cắm cổ cũng lao vào vết xe đổ đó. Biết nói gì tốt. Ở đây là không phải là Tùng Sơn diễn, Tùng Sơn không phải là diễn sâu, có như thế nào thì nói như thế đấy thôi, không phải là diễn diễn xuất gì cả. Khả năng Anh thì đâu phải là diễn viên điện ảnh đâu. Anh thì thật tình, còn em thì quá ngây dại, quá ngây thơ, tin lời những mật ngọt. Lời nói độ môi chỉ là lời nói thoáng qua, giống như cơn gió thoảng mà thôi. Bởi vì vậy anh đừng có thoảng giống như cơn gió đó nha. thoảng như gió. Sao mà nghĩ anh gì em? Anh như V vẫn là chờ đón em trở về. Thoảng như gió, anh con người bản tánh anh đâu như vậy em? Quy Quy An nhà bạn không xem được thì thôi bạn vô đây đừng có chửi xúc phạm người khác nha. Bạn coi chừng bạn. Coi chừng tôi ra tôi chửi bạn bể phay nha. Ôi, nhìn lại cái khoảng thời gian đó là bây giờ là trải qua biết bao nhiêu năm rồi, bây giờ là năm 23 tuổi rồi. Cái lúc xưa là năm chỉ có 18, 16 tuổi thôi. Thời gian nó trôi nhanh giống như một chớp mắt. Chớp mắt rồi mở mắt ra thì mình thay đổi tất cả.
mà không thay đổi được cái năng của mình. Em có bây giờ anh hỏi em có mãn nguyện với cái cuộc sống như bây giờ hiện tại hay là em muốn trở về cái vị trí như ngày xưa em chưa biết gì? Anh hỏi thật à. Nếu như quay được thời gian, quay ngược được thời gian thì em xin chấp nhận em quay cái thời gian đó, quay ngược trở lại. Bây giờ cảm thấy xót xa, cảm thấy đắng lòng, trái ngang cuộc tình, rất là trái ngang. Một ngàn mất một lần mất niềm tin, hàng ngàn lần mất bất cẩn. Cũng như bạn tâm Phải cắn răng chịu đựng. em khổ nhiều rồi, em dắt Nhưng phải mà nhiều rồi, Facebook em bị hack nhiều rồi, và em bị em ngây thơ tới mức độ mà bị nhiều cái cay đắng với cuộc đời này. Tính ra là nhiều người hỏi anh, nhắn tin hỏi anh về Tùng Sơn mà anh cũng không có nói về lý lịch hoặc là tên như thế nào, em như thế nào. Nhưng mà khi mà lên mạng như vậy thì em cũng là bạn anh ở dưới quê, thì nhiều người cũng hỏi Tùng Sơn lúc này như thế nào, có cuộc tình nào mới chưa, thì anh mới nói là anh không biết, tại vì nhiều người thương em quá, mới biết thương thiệt hay thương giả, thấy cũng đau lòng lắm. giờ này anh buôn bán như thế nào? Anh vẫn buôn bán mỹ phẩm và khô cá, các loại hải sản vẫn ok, anh làm rất là được rồi. Cảm ơn em. Anh cũng thay đổi nhiều rồi Tùng Sơn. Bây giờ là gì, anh thay đổi và em chưa thay đổi, phải cố gắng hơn nữa. Mà cố gắng đến Cố đâu gắng. thì cố gắng đến đâu vẫn sụp đổ đến đấy thôi, không ngóc đổ lên được. Phải làm như thế nào, hay là mình phải chấp nhận mình đi đi làm mướn hay sao? Đi làm mướn cho anh hả? Điều đó có phải không? Anh mời em về làm việc cho anh chứ không phải mời làm mướn, làm việc. Em ơi á, khoảng 11 giờ, 12 giờ, nếu mà em có xe thì em xuống anh, còn em không có xe thì anh lên chở em. Em chịu không? Chịu À. cho mà anh chịu, nhưng mà một điều em nói với anh như thế này: anh đừng giống như bao cơn gió khác, thoảng nói rồi thoảng, giống như cơn gió thoáng qua nha. Sợ lắm Anh em, thì từ đó giờ sợ lắm. tánh anh sao, từ đó giờ nó vậy mà. Chúc Tùng Sơn có hạnh phúc mới hả? Ôi, Tùng Sơn có hạnh phúc mới gì đâu, chia tay mẹ mất tiêu rồi, chia tay mẹ rồi, chưa gì chia tay rồi. Cuộc tình vội vội đến cũng sẽ vội đi, lời nói giống như cơn gió thoảng qua, giống như hạt cát mình càng nắm chặt thì nó càng chảy ra, càng nhưng mà mình càng buông thả thì nó vẫn vẫn không chảy ra, nó vẫn như nguyên. Tại sao mình nắm chặt như thế nó chảy ra, buông thả lỏng như thế mà nó không chảy? Tại sao? Hay là mình cứ để tự nhiên? Thuận theo tự nhiên đi em. Chúc idol Tùng Sơn hạnh phúc, mạnh mẽ lên, Tùng Sơn đẹp gái. Cảm ơn Lâm Yến Nhi. Chị chào biết yêu, Tú Nguyễn xin chào chị. Em ăn gì chưa? Đó. Trời ơi, nhiều người tại sao người ta mà hỏi vì 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 chồng Tùng Sơn đâu, chồng Tùng Sơn đâu, còn đâu, còn đâu, giống như giây phút ban đầu còn đâu. Trời ơi, lúc mới yêu, lúc mới quen á, ngày nào cũng nhắn tin, ngày nào cũng gọi điện, nói chuyện tới 1, 2, 3 giờ sáng, vẫn buồn ngủ nhưng mà vẫn cố chấp nói,
Rồi đến cái lúc mà chia tay, một tin nhắn cũng không có, chặn tất cả, từ Facebook, Zalo, từ Zalo đến số điện thoại. Đúng rồi. Thôi ở đây có xong nè, ở đây có xong hay nhòa nhảy xong từ từ đi cho nó, cho nó bạn thanh thản. Tầm bậy em, đừng có suy nghĩ quẩn nha, tết tới đừng có nghĩ tới chết chết nghe, chết không có được đâu. Ủa ở quê mày nghe, ở quê mày nhà em ở quê thiệt không? Thì em đang ở dưới quê nè, chỗ này là anh thường hay, chỗ này là anh thường đợi em lấy nón bảo hiểm nè. Đây. Đó. Là cái chỗ này đây, là cái nơi này đây. Là cái nơi này đây anh thường đứng đợi em lấy nón bảo hiểm. Còn nhớ cái khung cảnh này không? Dạ. Yeah. Sao quên được. Quê Tùng Sơn là ở Trà Vinh, Trà Cú. Đời còn dài, trai còn nhiều. Hôm nay nhìn anh đứt đẹp. Trời ơi, đời còn dài, trai còn nhiều. Ô, mọi người cứ khen anh Đức mà không khen Tùng Sơn. Tùng Sơn buồn thiệt. Anh Đức thì đẹp tự nhiên, còn Tùng Sơn mọi người cứ cho rằng là Tùng Sơn đẹp nhân tạo, đẹp bằng dao kéo á, đúng không? Buồn thiệt luôn. Các bạn bánh mèo đang theo dõi clip của Tùng Sơn và là miền Đức. Hôm nay Tùng Sơn tâm sự về cuộc đời của mình, các bạn nhớ bấm chữ chia sẻ trên trang cá nhân để cho Tùng Sơn nói đôi lời nào với tất cả các bạn thân mến. Nhớ bấm chữ chia sẻ dùm cho Đức. Việc thân thiết vô kết bạn với Nick là Tùng Sơn im trên phần livestream đó, Ni Chen Sơ gì đó. Không hiểu gì chợ. Mới vô đây chưa có kẻ gì sao hiểu được. Anh dễ thương này là ai? Anh Đức này là ai? Anh Đức là anh Đức chứ anh nào là ai? Thì Đức là Đức chứ. Rồi, thôi. Tùng Sơn cũng rút kinh nghiệm rồi nhưng mà rút không được cái kinh nghiệm. Có nhiều kinh nghiệm lắm nhưng mà vẫn đi sâu vào cái bến xe đậu mình đã từng đi. Vẫn cứ cắm đầu cắm cổ vô. Biết chỗ đó là chỗ nguy hiểm rồi. Cũng mắc phải. Thế nào cũng mắc phải. Vậy giờ dám phải giờ chứ. Ừ. Yeah. Em thấy da mặt anh lúc này sáng không Tùng Sơn? Hả? Em thấy da mặt anh lúc này đẹp không? Tháo cái lớp kem trên mặt hả, nói chuyện. Có kem đâu mà lớp. Đúng không? Có kem đâu. Tại em cũng trắng mà, tại vì tại vì em đang ở cái góc độ tối cho nên nó hơi bị tối cái mặt, cho nên không, cái mặt của mình không được sáng sủa cho lắm. Đức năm nay 28 tuổi rồi bạn ơi, thì em muốn xài kem này thì ngày mai xuống anh đưa cho em một hộp xài. Trị mụn, thâm da, tàn nhang, đồi mồi, da thâm. Một hộp thì Sapa, anh bán cho Sapa thì cũng đã lâu rồi, gần năm rồi. Nhưng mà anh xài rất là im, thì ngày mai á em xuống đây em lấy để anh tặng cho em một hộp xài. G-Touchwood là hãng sản phẩm của Hàn Quốc. Thôi đã tặng rồi, đã tặng rồi, anh phải tặng như thế này để em lấy cái bao em đem đi, em hút hết được không? Thì giờ xuống đây đem tặng cho hộp xài nè, rất là im. Và tự anh xài sản phẩm này rất là trắng, cái da anh xài rất là im. Nè một bộ đó nhìn nó sang chảnh. Sang chảnh luôn á, một hộp đó là trị giá bao nhiêu? 600.000. Từ 600.000. Đâu có bán kem bạc triệu đâu, chỉ có cũng 600.000 hơi sương sương thôi. Đó. Vì hàng chất lượng mình xài im đâu hả? Hả? À. Cái giá cả nó rất là sương sương.
giá cả tương phương thôi. Dưỡng nó ăn Tết Tùng Bữa Sơn nay tới ơi. lần ừ. Gì? Anh vừa nói gì? Thì nói ngày mơ xuống anh tặng cho kem xài cho chị nám thâm đen tàn nhang đồi mồi trên da chị cái mà hay. Và ngày xưa thì Đức cũng từng bị thâm mà nám khi được ra cảng làm, mà từ ngày Đức xài kem này da Đức rất là trắng, và khi Đức ra nắng thì nó cũng không ăn nắng cho lắm. Và Đức dùng như buổi tối ban ngày Đức không có xài, ngày buổi tối thôi. Rồi buổi tối thì Đức rửa sạch lên, Đức xịt một lớp kem mỏng lên thì da mình rất là đẹp. Một bộ của nó là một chai của nó là tinh chất vàng, là một chai kia là sức lên da lớp mỏng sẽ mềm da. Thứ hai là một hộp kem đặc trị về thâm nám. Những bạn nào có nám trên da đồi mồi tàn nhang xài nó im, tại vì Lâm Hiền Đức đã từng xài rồi, cho nên sản phẩm của Đức là 100% là an toàn. Vậy Trong thời gian các bạn sản phẩm thì có bị ngứa gì đó, các bạn cứ liên hệ với Đức và trả hàng, Đức sẵn sàng hoàn tiền lại. Alo, alo. tôi dưỡng da ăn Tết để có một làn da trắng sáng mịn màng tự nhiên, để không tì vết, để chào đón sang năm mới tươi tắn hơn, để đón chào mừng một Em á, năm mới sắp đến. năm Tết nay là em phải dưỡng là cái nhan sắc của em. Thứ nhất là làn da, cái mặt em mà khổ thực là coi được răng trắng đều rồi. Thì em chuẩn bị em lo cái làn da mình cho nó sáng rực. Thì mình làm mình show pít vậy thì cái da mình Dạ. nó phải sáng rồi. Bây giờ là anh nói là cái da của em nó đen đúng không? Anh không nói đen nhưng mày thâm. Thì Nguyễn xèo với thâm hết rồi bạn. Xài thâm da chị hết luôn nha bạn. Một sản phẩm trong thời gian Đức đang quảng cáo thì các bạn một hộp 600 ngàn Đức sẽ truy xịp tất cả các bạn thân mến. Các bạn vui lòng inbox số điện thoại và Đức sẽ liên hệ với tất cả các bạn thân mến. Và Đức sẽ điện từng số lại để tư vấn cho tất cả các bạn xài. Và các bạn muốn mua sản phẩm nhớ nhắn tin Messenger cho Đức. Thế dừng đại. Rồi ta kêu Đức, ta kêu anh đi cắt mắt à Tùng Sơn. Cắt mắt đi cho đẹp. Cắt mắt đi giống em nè, em cắt mắt nè. Ôi mắt anh này mà tự nhiên, để tự nhiên. Thôi bây giờ là hồng nhan bạc. Hồng nhan bạc nhan sắc. Hồng nhan ngày xưa là bạc phận, bây giờ hồng Bây giờ nhan, là bây giờ là hồng bạc tị. Tiến Nguyễn anh hay gì có ứng ăn em có thể đổi trả bạc anh. tỷ thôi, Cái mặt anh là chưa chỉ có từng ăn thẩm mỹ bạc với Tùng tỷ Sơn thôi này. chứ ai bạc tỷ đâu. Đức ở tỉnh Trà Vinh. Cuộc tình cũ đã đi rồi nhưng mà chưa chưa có cuộc tình mới. Cuộc tình mới biết đến biết chừng nào mới mới đây mới đến với mình bằng sự thật lòng, bằng sự tôn trọng, sự quý mến. Đời năm này đến năm kia đến năm nọ cũng vậy, ế ế bốn mùa, ế bốn bốn mùa liên tiếp luôn á trời. Em mà ế bốn mùa chắc anh ế cũng tứ mùa. Mùa nào cũng ế, mùa nào cũng vậy, bán thính chẳng ai mua. Đúng rồi, anh Đức giàu lắm, đeo vàng không à, mà vàng của anh Đức Đức đó hả, vàng toàn là bạc tỷ đó nha. Có kem body luôn, bây giờ anh đang quảng cáo kem mặt, tí nữa quảng cáo kem body. Tự nhiên anh nói em vàng nhiều, nó phải như vàng nhiều là giàu đó, đây vàng nhiều là đeo phong thủy nó vui thôi. Bây giờ em nói anh nghe em ơi á, bây giờ em về em xuống đây em ở 3 ngày được không? Dạ. Anh kêu Hồi em đó xuống là đây anh ở 3 ngày ở bình 3 ngày thường. nuôi tiền đâu.
Than tiền hoài. thì không có tiền, thì trong thời gian không có tiền. Sao mà đáng cho đi diễn vũ trường nhiều lắm mà không có tiền, em đừng có than hoài, dụ anh hoài, than thở hoài. Trời ơi, anh nghĩ là đi rồi, đi đi rồi có bạc tỷ, có bạc triệu hả? Anh nghĩ là đi rồi có bạc tỷ, bạc triệu hả? Không ăn uống, không xe cộ, không đi đâu đó, không tốn tiền hả? Không tốn tiền quần áo mới hả? Chạy dép, trang điểm này nọ, mỹ phẩm các kiểu, làm tóc nè, đó mấy cúc này nọ, trời ơi, nhức đầu, nhức óc quá. Anh có hiểu điều đó không? Rồi đi á, đi bốn người, đi nhóm á. Đi nhóm đâu phải là đi một mình em đâu, đâu cái số tiền đó em đâu phải là gom hết một mình em, còn chia trả bốn người mà nhóm, mà nhóm với em, anh có hiểu điều đó hay không hả anh Đức? Hiểu hiểu Anh Đức của lòng em. thiệt không? Thiệt. Mà Em sao hát không bài anh nhớ cứ đi đi được? cho em nghe. Ủa, anh hát, em hát một bài anh cứ đi đi là trở lại cho anh nghe đi. Nghe hát bài đó làm chi? Là cuộc tình nó đi rồi, cho nó đi luôn đi, trời đâu có bao, đâu có trở lại được nữa đâu. Giờ tự nhiên anh Tình muốn xưa em nghĩa cũ. hát hát đi, em hát cho anh một bài đi cùng với. Tình yêu là thế, đôi khi là mình say mê, đôi khi là mình ngu nghe, tìm một người đến nỗi rơi lệ. Là thế, khi yêu chẳng cần biết nữa. Tôi hát bài đó cảm thấy đau lòng, xót xa quá à. Tại vì em đã từng xót xa đau buồn nhiều rồi, em không có muốn buồn. Nói chuyện vui được không? Được, anh mới đang buồn nè, anh mới thất tình 10 ngày nè, giờ cũng rất là đau lòng nè. Ủa anh mới thất tình, Các bạn muốn mua kem, rất là đau các bạn lòng muốn gì? mua kem, bây giờ Tùng Sơn mời xuống anh tặng cho em một hộp kem body, một hộp kem trị thâm da, thì anh bảo đảm với em là kem này xài 100% thì tự nhiên mà bảo đảm da không bị kích ứng. Nếu thời gian mà da Tùng Sơn kích ứng em có thể lên công kích chửi anh cũng được, em cứ an tâm. Và anh xài kem này là rất là ok luôn, ngày mai em xuống đi anh đưa cho em một hộp. Ừ, da anh hiện tại giờ cải thiện rất là rõ. Ủa chứ anh không xuống đưa đón em được hả? Không xuống đưa đón được đúng không? Mời anh. Công chuyện thúc này, cái công việc bỏ một chút thời gian ra đưa đón mình đi không được hay sao? Trời, mình tạo cái không khí muốn gần gũi một chút xíu trên xe mà không được nữa sao? Tết này xuống nhà anh ăn Tết nha. Tới Tết đều tính chứ giờ tính chi xa xôi. Để tới Tết tính rồi, bây giờ là hiện tại chưa tính. Xuống làm những cái rồi cho hộp kem Mai Thảo, bạn nói ý là gì? Xuống làm những cái đây là anh em ta nói chuyện chơi chứ có làm gì bậy bạ đâu, mà nói làm cái gì, cái là cái gì, ý bạn là sao hả? Nói nghe chơi kìa. Sự trinh tiết đúng không? Cần đó không? Cần tình một đêm không? Cần tình một đêm không? Em cho được luôn á, cho được luôn á. Tại vì cái bản lĩnh của anh hơi nhút nhát, anh hơi rụt rè, anh hơi chậm chạp, và anh cái sự sợ hãi của anh á, thì gặp thì anh rất là ngại, anh không có muốn ra dám, anh không có muốn dám dặn ấy bậy bạ đối với em.
Anh chỉ xem em giống như một em gái thôi. Mình hợp nhau đến như vậy, thế sao mà không phải yêu vậy? Mình hợp nhau đến như vậy mà tại sao không phải là yêu? Tại sao anh xem em như là một người em gái? Ở đây không có mưa đâu, ở đây mưa không có trôi 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 cả bầu trời nắng và không 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 trôi đi Tùng Sơn đâu. Mưa là của Hương Tràm, mưa là của Hương Tràm, còn là bão là của Tùng Sơn. Trong đêm tăm tối chỉ biết ngồi và live stream. Trong đêm khuya thanh vắng chỉ biết ngồi live stream và tâm sự mộng mơ, tâm sự mỏng manh, tâm sự giật mộng. Giật mộng. Uống gì ly cà phê uống này cả tiếng đồng hồ cũng hết vậy. Không, ở đây là em không uống và không nuốt đi đâu, tại vì em uống và em nêm nếm thôi chứ không có nuốt. Tùng Sơn nhìn đẹp quá hả? Ngày mai á, thì giờ thôi gì ngày mai đi, ngày mai anh lên đằng em. Thì anh sẽ liên hệ với em, giờ này anh phải livestream bán kem tí. Nha. Tại vì em tí nữa anh nói chuyện riêng với em, có nhiều chuyện anh muốn nói. Tùng Sơn, có nhiều chuyện anh muốn nói với em nói riêng, không muốn nói trên đây nha, sợ ảnh hưởng nhiều. Chút nữa anh sẽ điện nói chuyện với em ha. Ok, anh livestream anh bán kem đi. Em xuống đây. Hẹn gặp lại, hẹn gặp. Lâm Hiền Đức xin thân ái kính chào tất cả các bạn thân mến. Thì hôm nay thì có nhiều người hỏi các bánh bèo và các bạn thân mến hỏi Đức là xài kem về một mỹ phẩm gì mà da mặt sáng và coi đẹp. Và thật sự Đức đang live stream với camera thông thường của điện thoại thông thường chứ không có một phần mềm chỉnh sửa nào hết với làn da của Đức. Thì hôm nay Đức xin giới thiệu đến tất cả các bạn thân mến, đây là một loại mỹ phẩm kem cao cấp của Hàn Quốc xuất xứ ra. Thì loại kem này xài rất là im, thì Đức xài trong dòng thời gian qua cũng xài rất là im. Mà hàng này có xuất xứ của Hàn Quốc, đây một bộ của nó rất là đẹp. Đây, các bạn có một bộ của nó như vậy là 600 ngàn, nó có một cái tinh chất vàng, cái này gọi là cerium. Và cái cerium này có thể là làm cho da chúng ta mềm đi, nó như vậy nè. Khi các bạn sử dụng thì nó có một sử dụng một giọt mỏng như thế này, nó sẽ như một cái gel trong suốt và chúng ta sẽ tha lên làn da của mình rất là mỏng trên đây như thế. Thì xong các bạn tha một lớp mỏng như vậy thì cái da của bạn nó sẽ có hơi ẩm và nước và cái làn da bạn sẽ bị nở ra. Nó nở ra thì các bạn xịt một lớp kem mỏng ngay lên, một lớp kem của nó như thế này. Đây, nó một loại kem bột rất là mịn và các bạn xịt lên một lớp thật là mỏng. Như vậy là các bạn đã sức chỗ mà trên da bạn đánh đều, tôi chỉ hình hình dung thôi tại vì tôi sức rồi cho nên tôi không sức dày thêm nữa. Thì bảo đảm là trong vòng 10 ngày là các bạn sẽ thấy làn da các bạn cải thiện rất là rõ rệt. Và sản phẩm này nếu mà trong thời gian các bạn sử dụng bị ngứa ngáy hoặc bị dị ứng thì các bạn thấy là điện thoại là tôi phải liên hệ lại tôi sẽ trả hàng lại, tôi sẽ thu hàng lại tất cả. Tại vì bán kem trong Sapa không phải mỹ phẩm, bây giờ ngoài thị trường rất là nhiều cái ngàn loại mỹ phẩm cho nên là mỹ phẩm này không xuất ra thị trường, chỉ bán sang tay thôi. Và cho nên các bạn nào có nhu cầu thì để lại số điện thoại, không thôi các bạn nhắn tin Messenger cho tôi. Và thì tôi cũng rất là vui vẻ khi được nói chuyện với Tùng Sơn hồi nãy và cũng rất là may mắn khi được tất cả các bạn vô xem chương trình của tôi. Thì quảng cáo kem như vậy để cho tất cả các bạn xài để cho có một làn da hưởng một mùa xuân mới. Sắp tới thì các bạn là phụ nữ thì làn da ai tăm ai nắm thì các bạn cũng phải làm đẹp lên. Thực sự là thành công trên khuôn mặt là nét mặt chúng ta cần phải sáng sủa. Thì Tết sắp tới rồi thì các bạn trong vòng một tháng mấy vẫn còn kịp để các bạn bu lia lại cái nhan sắc của mình. Và Lâm Hiền Đức cũng rất vui mừng là khi được tất cả các bạn bè yêu thương từ xa nào ủng hộ Đức.
Ừ, chị Tâm ơi, Bình Phước quê tôi, chị Tâm cái kem này là trị nám cực kỳ hay. Ở đó em bị thâm, em cán một con chó em thâm ngay đây nè. Chị nhớ không, em cán con chó là tháng trước là em có thâm ngay đây là em sứt trong vòng bây giờ là hết, đúng tháng mấy là nó hết cái vết thâm trên da. Mỹ phẩm đặc trị về nám thâm, đồi mồi với chân chim không chuyên về trị mụn nha. Cái nào trị mụn, nước đó trị mụn, cái này trị thâm rất là ok. Và sản phẩm này thì được Sapa hiệu của nó là G-Tex Quick, hiệu của Hàn Quốc. Đây có xuất xứ mà chữ Hàn Quốc. Mỹ phẩm này thì được xách tay về, mà các bạn vui lòng để lại số điện thoại và nhắn tin vào Messenger. Tàn nhang cũng vẫn hết, tàn nhang hết các bạn, thì tôi đã có giới thiệu với bạn rồi, tàn nhang thâm nám đồi mồi trên da đều hết, và da các bạn cái tông màu nó hơi đen thì nó sẽ làm tăng cái tông da bạn lên, sẽ trắng lên. Kem này xài trong vòng 1 tháng rưỡi tới 2 tháng, tùy theo bạn xài nhiều ít, nhưng mà đa số thì xài một lớp mỏng có lẽ là 2 tháng, nhưng mà trong vòng 10 ngày là sẽ thấy vết nám cải thiện rõ ràng rõ rệt rồi. Cho nên Đức là Đức quảng cáo thật sự, và da Đức đang xài đây, cái da của Đức là đàn ông nhưng mà da Đức cũng nói chung là cũng sáng. Kem này đặc trị xài buổi tối, kem nám, cho nên các bạn hạn chế xài buổi ban ngày. Kem nào cũng phải ăn nắng, ít nhiều kem cũng phải ăn nắng nha bạn, bạn xài buổi tối nha. Ban ngày bạn sức kem chống nắng bình thường, như buổi tối bạn đặc trị bạn xài kem chống nắng cho kem nám của tôi là an tâm. Một hộp như vậy là 600 ngàn. Trong thời gian Đức livestream quảng cáo hôm nay thì Đức sẽ miễn phí ship cho tất cả các bạn thân mến. Và các bạn thân mến vui lòng nhắn tin Messenger cho Đức và để mua hàng của Đức nha. Alo. Đấy. Bảo đâu? Bảo đâu? Ồ, đó nó đừng có điện hoài đang công chuyện á. Kết bạn với chị, với mình giới thiệu ba chị của mình sức nha. Ồ, kem dưỡng trắng tay hả anh? Kem này kem dưỡng da mặt chứ không phải dưỡng trắng tay. Kem body là nó khác bạn ơi. Thì các bạn cũng biết là trong thời gian này là Tết mùa xuân là gió thổi mạnh gấp về rồi, thì chúng ta lại thêm một tuổi mới nữa, thì thêm một mùa xuân mới nữa, nếu mà nhan sắc khéo giữ cho trọn vẹn thì chúng ta sẽ rất là đẹp. Và người phụ nữ thì tôn trọng người phụ nữ sắc đẹp là quyết định sự thành công. Và các bạn cứ lao động làm hoài mà không chăm sóc cái sắc đẹp của mình thì để nhan sắc một ngày đi xuống thì có lẽ xấu. Cho nên là chị Huệ Phan, nếu em giao hàng trong vòng khoảng là 3 ngày là hàng sẽ có. Nếu địa chỉ chỉ trong thành phố Hồ Chí Minh là 2 ngày, còn nếu mà ngoài tỉnh khác thì 3 ngày nhé. Nếu xài hết thì chị kia em gửi tiếp có không? Chị Tâm mà có, chị Tâm. Em thủ sẵn đơn hàng kem Tết này từ đây qua Tết, em xử rất là nhiều, thủ rất là nhiều hộp kem ở nhà để chuẩn bị giao cho khách. Và em tại vì em livestream mà có nhiều người, người ta mời em đi thẩm mỹ và mời em dùng kem thử và em xài rất là im, và người ta mới đầu tư cho em bán kem này. Chứ thật sự em không muốn bán mỹ phẩm. Và khi mà em đi tới chỗ spa đó và spa chăm sóc da cho em và cho em về xài thử, em thấy im em mới lấy về em bán. Và sản phẩm này không ngứa da, không dị ứng. Những vết đám sẽ mờ vần theo và những cái tàn nhang chúng ta cũng sẽ mờ đi. Và cái tông da của bạn là thuộc về tông đen một chút thì nó nâng lên 2 tông màu trong vòng 1 tuần, 2 tuần. Kem chị hết đòi mồi không? Thì nám, thâm da, tàn nhang, đòi mồi nhé. Thì các bạn vui lòng nhắn tin Messenger cho Đức và để liên hệ lại mua những hàng của Đức. Và thời gian livestream nửa tiếng của Đức đã hết rồi, Đức sẽ gặp lại tất cả các bạn trong chương trình ngày mai, Đức sẽ livestream tiếp. Và các bạn vui lòng để lại số điện thoại hoặc là liên hệ với tôi qua Messenger hoặc vô Facebook của tôi tìm số điện thoại mà điện cho tôi. Mà tốt nhất các bạn nhắn tin qua Messenger mua kem đây có lẽ dễ hơn. Và kính chúc tất cả các bạn có buổi tối vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc. Một năm mới tràn đầy sức sống và an khang thịnh vượng. Xin chào và hẹn gặp lại.